Hoài Cảm, tác giả Cung Tiến. Hoài Cảm là một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của ông vì nó mang âm hưởng rất cổ điển. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe dòng nhạc thính phòng lãng mạn và trữ tình, Hoài Cảm của Cung Tiến. Thank you.